chào các bạn. Đây là cây bông trang vàng lá xoắn, một cốt, hàng mới về, 120.000 đồng một cây nha mọi người. Đây, cái gốc này lớn, gốc này chắc cũng cỡ 2-3 năm trở lên mới được cái gốc như thế này mà 120.000, quá rẻ. Mọi người ai mua thì hãy liên hệ. 120.000 một cây mà cái gốc này khoảng chắc cỡ 3 năm hơn á mọi người. Gốc to nè, lớn hơn ngón tay cái nha. Ai mua thì sẽ ship tùy theo khoảng cách xa rừng mà tiền ship nó khác nhau. Ở gần thì tiền ship rẻ, rồi theo cân nặng của cây. Ai ở gần kênh sáng lắp dọ thì tới trực tiếp mua thì đỡ tốn tiền ship. Bên đây đó nè mọi người, đó. Đây tàu đang chạy đây. Gặp kênh sáng có tàu chạy nè mọi người. Bông trang vàng lá xoắn một thân, hai chiếc tàu đang giao nhau nè. Một thân rất là gõ gạch nha mọi người. Cây một thân đó mọi người, 120.000 đồng một cây. Gốc này lớn hơn ngón tay cái nha mọi người, ngón chân cái. Gốc này khoảng tầm trên 3 năm. Người mua nè mọi người. Nắng lên rồi. Có nắng dạ vô sáng. Cái thân lớn cái lá nó vàng, rồi do nó lớn hơn á, cái lá ở dưới gốc thì nó vàng dần, nó rụng mấy cái lá già ở dưới, nó xanh xanh dần lên trên.
khách đó mọi người. Ai có nhu cầu mua thì hãy liên hệ. Nhanh tay để liên hệ những gốc bông trang thật là đẹp để chơi Tết.